Mến chào quý khán giả, hôm nay thứ Tư, ngày 2 tháng 2 năm 2022, nhằm ngày mùng 2 Tết Nguyên Đán. Mời quý khán giả theo dõi bản tin 11:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến những nội dung đáng chú ý sau đây. Hôm qua, nhằm ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần 2022, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, Thiếu tướng Bùi Quốc Quay đã có mặt tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đón xuân cùng với cán bộ chiến sĩ trên đảo Phú Quốc. Sau khi nghe Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 báo cáo công tác sẵn sàng chiến đấu và tổ chức các hoạt động đón Tết cho bộ đội tại đơn vị, Thiếu tướng Bùi Quốc Quay ghi nhận và đánh giá cao sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn của cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, làm tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm đầy đủ chế độ tiêu chuẩn Tết cho bộ đội. Đồng thời, gửi tới cán bộ chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 4 đang thực hiện nhiệm vụ đón Tết tại đơn vị, cũng như các tàu đang thực hiện nhiệm vụ trên biển, lời thăm hỏi ân cần, chúc cán bộ chiến sĩ nhiều sức khỏe, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, duy trì thực thi pháp luật, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên biển, bảo đảm cho nhân dân đón Tết cổ truyền bình yên, hạnh phúc. Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Đại tá Trần Văn Đượng, phụ trách Tư lệnh Vùng, cảm ơn sự quan tâm của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cũng như của cá nhân đồng chí Chính ủy Cảnh sát biển đã đồng chiên đón Tết với cán bộ chiến sĩ trên đảo. Và xin hứa với Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam anh hùng, quyết tâm đoàn kết, khắc phục khó khăn, xây dựng Bộ Tư lệnh Vùng luôn vững mạnh toàn diện. Bên cạnh sum họp gia đình trong những ngày Tết, nhiều người cũng lựa chọn đi du lịch để có những phút giây vui tươi bên bạn bè người thân. Các điểm du lịch sinh thái ở đất mũi, huyện Ngọc Hiển, vùng đất cực Nam Tổ quốc là một trong những lựa chọn du xuân lý tưởng. Để thu hút du khách dịp Tết, các điểm du lịch sinh thái cộng đồng trên địa bàn xã Đất Mũi đã xây dựng nhiều hoạt động trải nghiệm gắn với tham quan các tuyến xuyên rừng để du khách có thể khám phá hệ sinh thái rừng ngập mặn, chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên và vui chơi cùng gia đình trong những ngày đầu năm mới. Đến đây, du khách còn được thưởng thức rất nhiều món ăn đặc sản. Thì đối với Hoàng Hôn đó, làm cái chương trình tour rồi phối hợp với gia đình các hộ dân này thì cung cấp những cái sản phẩm cũng như là sản phẩm là mò dọt, giăn lưới bắt cá, sổ vuông tôm. Thì sau khi đó là mình sẽ gửi cho các công ty lữ hành như Vietravel, Sài Gòn Tourist, những công ty lớn, đặc biệt những người Hà Nội. Thì vô đến đây thì mình sẽ cho những du khách này đó là trải nghiệm cùng với gia đình, mà đặc biệt nhất là chủ vuông rồi ở làm người dân thật sự của người dân Đất Mũi và cùng như phối hợp với gia đình. Và đặc biệt nữa thì theo như cái miếng vuông hiếu này đó thì hiện nay là về cái chủ trương là đang chỉ đạo là trồng rừng trải nghiệm. Thì đây mình cũng đưa một cái sản phẩm này vô để cho du khách đến đây để trồng rừng trải nghiệm, rồi để lại những cái kỷ niệm, rồi là hàng năm thì họ sẽ trở lại để thăm những cái rừng tán rừng của họ. Đến với Đất Mũi, du khách sẽ được hòa mình vào thiên nhiên bạt ngàn rừng đức, lướt sóng trên cano để ngắm nhìn những dải hào lồng trên sông, tận hưởng phút giây thư thái, yên bình, cảm nhận khí trời vào xuân. Ngoài ra, du khách còn được trải nghiệm các hoạt động giăng lưới bắt cá, câu cua tại vuông tôm, hay tận tay trồng trái đước, góp phần bảo vệ môi trường, vừa có được những kỷ niệm đẹp, khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày đầu xuân. Em thấy rất là vui và thú vị khi được trải nghiệm cùng các bạn. Dạ như là được là trồng rừng, xong rồi đánh bắt cá, được vui đùa cùng các bạn. Dạ rất là thích chị. Thích là tại sao mình thích ở nơi đây vậy? Dạ rất là vui. Rừng và vuông, tính bắt cá đâu rất là thoải mái. Với sự chuẩn bị chu đáo và đổi mới về cảnh sắc, hoạt động du lịch, các điểm tham quan du lịch trên địa bàn xã Đất Mũi hứa hẹn sẽ mang lại cho du khách những ngày du xuân thật nhiều niềm vui, ý nghĩa bên gia đình và người thân. Thưa quý vị và các bạn, xuân về cũng là thời điểm người dân ở các vùng ngọt quá tất bật thu hoạch vụ lúa đông xuân. Và năm nay, niềm vui của bà con được nhân đôi khi trúng mùa được giá. Dù có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng với sự chủ động trong sản xuất, áp dụng hiệu quả những tiến bộ khoa học kỹ thuật, thời tiết thuận lợi, cùng với đó là sự quan tâm hỗ trợ của ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương, các vụ lúa trong năm qua đạt được kết quả khả quan. Gia đình ông Phạm Tuấn Ngọc
ở ấp Minh Hà A, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời làm hơn 3 hectare ruộng. Với mô hình liên kết sản xuất lúa với hình thức cung cấp vật tư đầu vào, bao tiêu lúa thương phẩm đầu ra với tập đoàn Lộc Trời, năm qua gia đình ông Ngọc tiếp tục có những vụ lúa được mùa và được giá. Thu hoạch rồi cũng thế, đạt được kết quả cũng tương đối mỹ mãn. Tính một công lớn thì đạt cỡ 900 kg. Đấy, nếu mà tính hecta thì nó trên cỡ trên 6 tấn một hecta. Đạt với tỷ lệ lúa là đạt như thế là bán là 7.500 một ký. Giá thành lúa nó cao, nó rất là vui. Các vụ sản xuất lúa trong năm qua có thể nói nông dân có nhiều thuận lợi về điều kiện thời tiết. Diện tích gieo trồng lúa toàn tỉnh năm 2021 đạt 100.083 hecta. Tổng sản lượng lúa đạt hơn 459.000 tấn, đạt 91,8% kế hoạch và tăng 2,72% so với cùng kỳ. Đến nay, nông dân đã thu hoạch dứt điểm vụ lúa trên đất nuôi tôm với hơn 37.000 hecta, năng suất trung bình đạt trên 4 tấn một hecta. Ngoài năng suất tăng, giá lúa tươi thương phẩm năm 2021 đối với các giống lúa đều bằng hoặc cao hơn cùng kỳ năm trước, nên nông dân rất phấn khởi. Thì năm nay nói chung là thời tiết thuận mùa. Giá lúa năm nay thì nó cao so với cùng kỳ năm ngoái là khoảng 200 đồng ký. Tới thời điểm bắt đầu vô vụ thì 7.800 lúa tem bốt. Nâng cái lợi nhuận lên cao so với mấy cái năm trước. Cái vụ lúa tôm ở ấp Minh Hà là cái diện tích là 140 hecta. Năm nay cái lượng thời tiết là mưa gió rất là hợp lý. Do đó cái khâu cải tạo đất là được xóm xạ rất đều đặn. Cái cây lúa nó phát triển rất đồng đều. Năng suất năm nay và đạt từ 3 đến 4 tấn trên hecta. Lúa là ST25-24. Thì trong ST đó thì có làm mô hình hết là 50 hecta, giá bán là 8.000 trên ký. Người dân rất là phấn khởi. Đối với sản xuất lúa hai vụ, vụ lúa hè thu thu hoạch trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh, diễn biến phức tạp, nhưng với sự chủ động của ngành nông nghiệp cùng với các địa phương trong khâu liên kết tiêu thụ đã giúp nông dân tiêu thụ hoàn toàn sản lượng lúa với giá cả ổn định. Đối với vụ lúa đông xuân, hiện tại nông dân đã thu hoạch được hơn 20% diện tích xuống giống, năng suất trung bình ước đạt hơn 5,7 tấn một hecta. Thì đối với lĩnh vực trồng trọt thì năm 2021 thì có thể nói một cái năm là nó rất khó khăn khi diễn biến tình hình dịch kéo dài. Và đặc biệt là trong cái diễn biến tình hình dịch kéo dài thì có những thời điểm chúng ta phải thực hiện là chỉ thị 15, chỉ thị 16, thực hiện giãn cách xã hội rất là nghiêm ngặt. Và với cái sự chỉ đạo kiên quyết thì cộng với yếu tố thời tiết, cộng với cái sự quyết tâm của bà con nông dân thì trong cái vụ, trong cái mùa vụ năm 21 vừa rồi có thể nó năng suất lúa tăng, giá cả tăng, chất lượng lúa gạo tiếp tục tăng, tiêu thụ hết toàn bộ cái sản lượng mà lúa chúng ta đã làm ra. Mừng xuân mới Nhâm Dần với những kết quả khả quan trong năm qua sẽ là động lực để bà con nông dân tiếp tục tăng gia, cần cù lao động sản xuất và kỳ vọng năm mới sẽ có thêm những mùa vàng bội thu. Không khí mùa xuân ấm áp giúp mọi người xích lại gần nhau hơn, bất kể ở nơi đâu. Chúc quý vị có khoảng thời gian quây quần bên gia đình, người thân thật vui tươi ý nghĩa trong mùa xuân này. Bản tin trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.